Trước khi mà em bước thì nguồn nước nó không ok lắm, mình đun nước nó hay có cặn đi em. Thế sau khi dùng lọc nước rồi chị đun được hoàn toàn không có chút cặn. Chị cũng nghe qua quảng cáo mới là chị thấy giá cả cũng hợp lý và nó rất là tiện. Chị thấy dùng thì là nước nó rất là sạch. Và cái thứ hai nó có cái chế độ mà báo lọc thay lọc ấy. Nó rất là tiện bởi vì gia đình dùng hay quên mà. Sử dụng trực tiếp máy, trực tiếp với cái nước đấy mà rất là an tâm. Rất là tốt, gọi điện là có ngay. Rất là tốt, rất là nhanh. Nói về dịch vụ thì nói chung là cửa hàng là rất chu đáo. Từ khi mà chúng tôi đặt hàng cho đến khi mà đến trao hàng lắp đặt là tất cả đều là đạt được tất cả những cái ý muốn của gia đình. Hôm nay là tôi rất vui là được nhận cái giải thưởng của cửa hàng. Xin chân thành cảm ơn. Khuyến mại hấp dẫn khi mua máy lọc nước, máy lọc không khí Aeon Smith. Chúng bạn.